Giám đốc cho gọi tôi ạ. Giám đốc. Cái tát này là mẹ của chủ tịch nhờ tôi gửi cho cô. Bác ấy nói với tôi, cô đừng hòng mà tán tỉnh chủ tịch. Bác ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cô làm con dâu đâu. Một là cô từ chối dứt khoát tình cảm. Còn hai, cô và chủ tịch sẽ đến với nhau, nhưng mà anh ta sẽ bị gia đình từ mặt. Tùy cô lựa chọn. Alo, mẹ à? Chuyện mẹ bảo con đi xem mắt là khi nào thế ạ? Không ngờ anh và em lại có nhiều điểm chung đến vậy đấy. Mẹ anh với mẹ em lại làm bạn thân từ thời cấp 3. Tại sao đến bây giờ anh mới gặp em nhỉ? Tại anh Ân đi du học nước ngoài, bây giờ mới chịu về nước lập nghiệp đấy chứ ạ. Nói chuyện với anh em thấy rất vui, không kiêu ngạo, kiểu cách như những công tử nhà giàu mà em từng gặp qua. Em đúng là cô gái vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện. Uống cà phê xong rồi, bây giờ cũng còn sớm, hay là anh mời em đi xem phim nhé. Phim tình cảm Hàn Quốc, đúng thể loại em thích có đúng không? Dạ, em chỉ sợ không phải gu của anh lại ngủ quên ngoài rạp thôi. Không hề, đấy cũng là phim mà anh thích đấy, chỉ là không có ai đi xem cùng, nên là anh cũng ít đi thôi. Thế thì chúng ta lại thêm một sở thích chung nữa rồi, thế thì đi luôn nhỉ? Đấy thanh toán đã. Dạ vâng ạ. Chủ quán, thanh toán. Bộ phim hôm nay cảm động quá em ạ. Không ngờ anh Ngân lại là người tình cảm như thế đấy. Đấy là lý do mà anh ít ra rạp xem phim đấy. Bình thường anh chỉ ở phòng xem phim thôi. Em được cười anh nhá. Không sao, sống thật với cảm xúc cũng tốt mà. Sau này rảnh chúng ta lại đi xem phim tiếp nhá. Thật à? Cảm ơn em. Em đúng là một cô gái lương thiện và hiểu chuyện đấy. Tại sao đôi trẻ nó yêu nhau lại không đến được với nhau chứ? Huyền, con lấy đâu ra những bức ảnh này? Tớ cũng chỉ vô tình bắt gặp họ đi xem phim cùng nhau thôi. Sau đấy thì tớ theo họ về nhà và chứng kiến cảnh này. Không ngờ cô An một mặt thì đong đưa với chủ tịch, một mặt thì lại gian xíu với người khác. Đúng là lạc loạn mà. Tớ là bạn thân của cậu, tớ thấy bất bình thấy cậu thôi. Biết là thế, nhưng mà cậu cũng không nên quá lời như vậy. Thôi, cậu ra ngoài đi. Đến nước này rồi mà cậu vẫn còn mê cô ta được à? Được rồi, nếu đã như vậy thì cậu cũng đừng trách tớ bạch tay. Cậu đến rồi đấy à? Hôm nay tâm trạng cậu khá rồi chứ? Tôi. Hoa Huyền đây. Hoa của Huyền à? Hay là của ai? À, hoa của bạn trai An tặng cho An đấy. Trên thiệp có ghi lời chúc ngọt ngào lắm. Xem ra anh chàng này cũng lãng mạn thật. Cậu dặn bảo vệ
từ ngày hôm nay cấm shipper không được giao hàng cho công ty, không được làm sao nhãn tin gần làm việc của nhân viên. Còn cái này cậu bỏ vào thùng rác đi. Thế nhá. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Em có sao không? Em không sao đâu. Để xem nào. Đỏ hết mặt lên rồi đâu. Tân. Xin lỗi. Tôi không làm phiền hai người chứ. Dạ không có gì đâu. Chủ tịch với giám đốc bàn việc đi ạ. Em xin phép. Tân, tôi có hợp đồng quan trọng muốn hỏi ý cậu. Cậu vào trong đi. Không biết hôm nay cô Huyền hẹn tôi ra đây là có việc gì muốn chỉ giáo nhỉ? Chỉ giáo cái gì chứ? Tôi muốn thương lượng với anh. Việc gì? Tôi muốn anh nhanh chóng đẩy nhanh mối quan hệ với cô An. Sớm kết hôn ngày nào thì hai ngày đấy. Tôi hơi tò mò, không biết là cô làm vậy để làm gì. Không phải anh không biết chủ tịch thích cô ta hay sao, nhưng mà do gia đình ngăn cản cho nên hai người không đến được với nhau. Chỉ cần khiến chủ tịch chết tân với cô ta thì anh em mới chịu mở lòng với tôi. Việc này cô nhất thiết phải làm như vậy không? Nhỡ chủ tịch mà biết thì... Chẳng phải anh đang thích cô ta hay sao? Nếu như việc này thành thì hai bên cũng có lợi. Anh cứ làm khéo léo một chút là được. Coi như là sự cố đi. Đúng là tôi thích An, nhưng cũng không cần phải đốt cháy giai đoạn như vậy đâu. Việc gì tự nhiên vẫn tốt hơn mà. Vậy hợp đồng với FBM thì sao? Sao cơ? Ý cô là gì? Tôi muốn thấy thông tin của anh và cô ta kết hôn ngày nào thì tôi sẽ giúp anh giành được hợp đồng ngày đấy. Cô nói thật chứ? Thật chứ. Tôi lấy danh dự của một giám đốc ra để đảm bảo. An là một cô gái tốt, mình cũng rất muốn cưới cô ấy làm vợ. Ván cờ này mình chỉ được mà không có mất. Được, tôi đồng ý. Thành giao. Mời vào. Chủ tịch, hồ sơ đấu thầu anh cần đây ạ. Anh cảm ơn. Anh này, tối mình đi cà phê nhé. Anh có chuyện muốn nói với em. Tối em có hẹn sinh nhật với bạn rồi ạ. Em đi với ai? Đấy là quyền riêng tư của em. Em nghĩ mình không cần có nghĩa vụ phải báo cáo với chủ tịch đâu ạ. Em xin phép ạ. An, tóm lại là có chuyện gì vậy? Tại sao lại cố tình né tránh như vậy chứ? Anh đưa em đi đâu đây? Đây là nhà anh, em cứ yên tâm. Không được, em phải về. Anh đưa em về đi. Anh không có đủ sức mà đưa em về đâu. Thôi, tối nay cứ ở tạm đây đi, chúng ta còn chuyện cần làm nữa mà. Alo, tôi nghe đây. Ông có chuyện gì không? Chuyện ông nói với cô thư ký đến đâu rồi? Đêm hôm rồi, ông gọi điện cho tôi chỉ để tọc mạch chuyện này à? Có chuyện quan trọng liên quan đến cô thư ký nhỏ bé, muốn kể cho ông nghe. Nhưng mà nếu ông không muốn ấy, thì thôi vậy.
Này, anh làm sao à? Ông nói đi. Tôi tưởng là có người không muốn nói chuyện mà nhở. Thôi nào, ông nói nhanh đi. Anh có chuyện gì? Thôi được rồi, tôi nói. Tối nay tôi thấy cô ta đi sinh nhật với bạn. Tôi cũng có mặt ở đó. Cô ta bị chúc hơi nhiều, được một tay thư sinh lịch lãm đưa về. Hai người có vẻ là thân thiết lắm. Thế ông có biết anh ta là ai không? Rồi anh ta đưa anh đi đâu? Tôi không biết hắn, nhưng mà tôi có chụp ảnh lại đây. Có xem không? Tôi gửi qua cho. Có. Ông gửi đi. Cảm ơn ông nhé. Chết tiệt. Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa! Nếu mà không mở cửa thì đừng có trách tôi đấy. Trời ơi, nhấc máy đi mà. Nhấc máy đi. Sao lại không nhấc máy cơ chứ? Mở cửa! An ơi! Xinh lắm. Ngày mai nhá, em sẽ dẫn anh đi mua sắm. Mua chiếc váy mà anh thích. Ok không? An! Em làm cái gì vậy? Ai đây? Nhìn quen đấy nhở? À, đến nhờ trang điểm đúng không? Nhưng mà phải xếp hàng đấy. Tôi đang mắc trang điểm cho người chị em của tôi rồi. Chị ra đây đi, không phải sợ. Có em ở đây nhá. Em bảo vệ cho anh. À không, em bảo vệ cho chị nhá. Ra đây. Em bảo anh đi ra đi. Nghe thấy không? Đi ra đi, anh lên. Trời ơi, hai người bị điên rồi. Cô quỷ sứ, đi ra đi. Anh kia, tôi đã nhìn thấy hết cả rồi. Anh ra đây nói chuyện với tôi, nhanh lên. Trời ơi. Em ra đi, nhanh lên. Đồ xấu xa. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Chuyện của anh, tôi sẽ không nói với ai đâu. Anh hứa sẽ giữ bí mật cho tôi đi nhá. Bây giờ thì anh có thể nói cho tôi biết mối quan hệ giữa anh và An là gì được chưa? Là giám đốc Huyền. Cô ta biết tôi và An đang tìm hiểu nhau nên đã đến tìm tôi. Anh nói giám đốc Huyền? Cô ta chui anh làm gì? Cô ta bảo tôi hại đời An. Đổi lại cô ta sẽ giúp tôi ký được hợp đồng với công ty anh. Hóa ra là cô ta dám bày trò để hại An à? Cũng may là... Này, anh đừng có nhìn tôi như thế. Biết thế tôi đã không giúp anh. Anh giúp tôi? Anh nói anh giúp tôi cái gì? Ban đầu tôi đã định thỏa hiệp với cô Huyền. Chơi bài ván đã đóng thuyền. Tôi và An kết hôn. Tôi vừa ký được hợp đồng với FVM, vừa che được mắt thiên hạ nữa. Cũng may tôi đã không làm như thế. Bởi vì An là một cô gái tốt, tôi không lỡ làm thế nên đã thú nhận mọi chuyện với An. Tôi cũng cần một người để chia sẻ mà. Thank you.
Anh ơi, em muốn nhờ anh một việc được không? Em nói đi. Em là người bạn tốt nhất của anh, dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, anh cũng không hứa không nhảy đâu. Đến giờ này rồi mà anh vẫn còn đùa được à? Em nói nghiêm túc đấy. Anh cũng nghiêm túc đấy. Thôi, em nói đi. Anh có thể giả vờ là bạn trai của em được không? Thậm chí là giả vờ cho mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn một bước cũng được. Để làm gì? Em không sợ chủ tịch ghen à? Em chính là muốn như thế đấy. Chuyện của bọn em có cố cũng chẳng đi đến đâu được. Tại sao lại nghĩ như vậy nhỉ? Anh hỏi em, em có yêu anh ấy không? Chủ tịch ý. Em yêu chủ tịch, chủ tịch cũng yêu em. Thế thì tại sao hai người không đến với nhau đi? Gia đình của anh ấy không chấp nhận. Cô bé ngốc của anh ơi, đấy mới chỉ là em nghe một phía từ Huyền thôi. Em nói em yêu Tân, vậy mà vẫn có một chút khó khăn, em đã muốn bỏ cuộc rồi. Em đúng là có lỗi với tình yêu quá đấy. Thế anh bảo em phải làm sao? Thẳng thắn đối diện với tình yêu của mình. Dù kết quả có ra sao ấy, thì mình cứ làm hết sức, rồi tình cảm sẽ đáp lại thôi. Anh tin, một cô gái vừa tốt bụng, vừa lương thiện như em, bố mẹ Tân chắc chắn sẽ thích em thôi. Thế còn anh? Anh á? Anh quyết định rồi. Anh cũng đã đặt vé máy bay rồi. Sang tháng anh sẽ bay qua đó bày tỏ tình cảm với người ta. Dù kết quả có ra sao thì mình cứ dũng cảm đối diện với tình cảm thật của mình, đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Cảm ơn anh. Anh đã tiếp thêm cho em động lực đấy. Dũng cảm lên. Dũng cảm. Cảm ơn anh. Không có gì. Nhưng mà anh nhớ là giữ bí mật giúp tôi đấy. Anh đã biết hết cả rồi. Hóa ra em cũng có tình cảm với anh. Bây giờ thì em có chạy đằng trời. Huyền, để tình tôi và cậu đã chơi với nhau từ nhỏ, nên vụ việc có bảy mưu ham hại An, tôi không truy cứu nữa. Nhưng mà tôi không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Kể từ bây giờ, cậu chính thức bị lửa việc. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Tân, đừng mà. Tôi xin cậu đấy. Còn nữa, tôi yêu cầu cậu phải qua nhà tôi, đính chính toàn bộ những tin đồn thất thiệt của An với mẹ tôi. Nếu cậu không làm ấy, tôi sẽ nói những chuyện xấu xa cậu đã làm cho bố mẹ cậu biết đấy. Được, tớ sẽ đi làm ngay. Tớ sẽ qua nhà cậu để đính chính mọi chuyện. Đi đi. An này, thế là từ bây giờ sẽ không còn bất kỳ ai có thể chia rẽ được tình cảm của chúng ta nữa.